Rồi Thiện cũng mến chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh Thiện bơm nước mini Nhật Bãi. Thì ngày hôm nay Thiện cũng lên một số máy là bao nổ bao phí vận chuyển hết cho bà con luôn nha. Đó, trong cái những cái con máy này là Thiện sẽ bao nổ bao phí vận chuyển hết cho bà con. Giờ cái việc bà con đổ xăng vô là xài con nào động cơ 2 thì Thiện sẽ đập 2 thì, và con nào 4 thì á thì Thiện sẽ nối 4 thì cho bà con. Đó, thì trong đây ngày hôm nay thì phun voi nè, xả lúa nè, phun thuốc nè, bơm nước nè. Đó, có nhiều loại lắm cho bà con lựa chọn nha. Thì bà con cũng hành thức ở bên cửa hàng thì bà con cũng rõ, lâu nay mua hàng bên cửa hàng của nông cơ Thiện thì cũng buôn bán thì phải có cọc cho Thiện, dù cạc điện thoại hay là chuyển khoản Thiện sẽ gỡ số tài khoản, cọc cho Thiện từ 200.000 đổ lên là Thiện sẽ gỡ hàng đi cho bà con nha. Ở các tỉnh thành hết, toàn bộ hết đó. Từ Nam vô Bắc đó, miền Tây miền nước gì đó là Thiện ship hết được hết cho bà con luôn nha. Đó, cho nên còn ưu tiên cho những bà con nào mà nếu mà bà con nào lấy về mà bà con bán lại thì lấy số lượng thì Thiện sẽ hạ giá cho bà con hết cho bà con, chứ không phải là một cái giá này. Thì ngày hôm nay Thiện có ghi giá hết và hạ giá một cái kênh này cho bà con lựa chọn. Thì bà con nào xem kênh thì bà con thấy cảm thấy ở cái những cái mặt hàng của Nhật này nó nhiều thì bà con hãy đăng ký mạnh và chia sẻ giùm cho Thiện nha. Đó, rồi trong một cái thời gian á, là bà con, những bà con cũng còn một số là bà con cũng chưa biết được cái kênh của Thiện thì hãy bấm kênh nông cơ Thiện bơm nước mini Nhật Bãi, là sẽ những cái kênh mới của Thiện phát ngày hôm đó là mới còn hàng nha. Còn những cái kênh cũ là Thiện đã bán sạch hết rồi. Rồi ngày hôm nay Thiện sẽ vô một cái con đầu tiên ở giao lưu cho bà con nha. Một con là phun voi nè, phun voi phun phân thôi, thổi lá. Con này là không có chức năng xả lúa nha bà con. Con này là con cu rít, con này là Thiện sẽ bao nổ luôn cho bà con luôn nha. Đó, con cu rít này nồng 40 mấy lần nha bà con. Đó, nồng 40 mấy lần. Đó, con này là bao nổ bao phí vận chuyển hết cho bà con luôn trong cái số tiền này. Đó, ống nhung là nó có rồi. Rồi con số 1 này Thiện sẽ bán cho bà con là 950.000 nha, bao phí vận chuyển. Rồi vô con số 2 nè, một cái con Alibaba này nè, bình trái bí nha. Đó, con này là 40cc nha bà con. Đó, tai mũ, con này là tai mũ nha. Đấy, tai mũ nè. Đó, bà con thấy không? Đó, một con tai mũ chuyên về xả lúa. Đó, bình nó là chỉ có 10-12 lít thôi nha bà con. Đó, chuyên về xả lúa nha. Con này xả lúa xả phân hả, con nào mà xả lúa là nó đa năng. Đó, bao nổ bao phí vận chuyển hết cho bà con luôn nha. Rồi con số 2 nè. Đó, ống nhung ống đồ là Thiện sẽ bỏ vô hết cho bà con nha. Và trước khi mà Thiện đóng hàng Thiện sẽ kiểm tra lại máy móc nổ đàng hoàng hết, nó đóng đi cho bà con. Còn máy mà trục trặc gì thì Thiện sẽ liên hệ lại cho bà con nha, đổi máy khác hoặc là trả tiền cọc lại cho bà con. Rồi con số 2 nè, con số 2 này Thiện sẽ bán cho bà con là 1.650.000 nha. 1.650.000 đã bao phí vận chuyển cho bà con rồi. Rồi vô con số 3 nè, một con Yamaha BF 351 nha. Con này là không có chức năng xả lúa rồi, để Thiện coi nó cái máy này nó đủ chưa, không có chức năng xả lúa nha bà con. Đó, con này phun phân thổi lá, con này nó là 35cc nha bà con. Đó, nó là 35cc lận. Đai lưng đai đồ nè bà con, dòm nè, còn đẹp quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc nha. Bình nó cũng là 12 lít nha bà con. Rồi bao phí vận chuyển bao nổ luôn cho bà con. Rồi con số 3 nè, giá bán 1.500.000 cho bà con nha. Vô con số 4 nè, cũng là một con Yamaha BF 335 luôn, nhưng mà con này là nó tai, nó là tai mũ nha. Đó, tai nó tai mũ nè. Con này nó tai, nó là tai mũ nha, đời mới hơn cái con kia nha. Đó, con này là đời mới hơn. Đó, nó tai mũ nè. Đó, con này là nó cũng không, coi cái máng này nó có độ ra cũng không có xả lúa nha bà con. Cũng không có xả lúa. Con số 4 nè, cũng không có xả lúa, đai lưng đai đồ cũng còn đẹp lắm. Bình có 12 lít bao nổ, bao phí vận chuyển cho bà con nha. Rồi con số 4 này thì sẽ bán cho bà con là 1.650.000 nha. Đó, tai mũ đời mới nha. Rồi vô con số 5 nè, một con Echo Curit 704 nha. Con này cũng không có chức năng xả lúa, con này chỉ phun voi, phun phân, thổi lá. Bình nó là bình 20 lít nha, bao nổ bao phí vận chuyển cho bà con. À, con này là Thiện sẽ bán cho bà con, giá bán là 1.500.000 nha. 1.500.000 cho bà con, bao nổ cho bà con luôn nha. Rồi vô con số 6 nè, một con Yamaha BS 401 nè. Con này nó bình nó là 23 lít nha bà con. Bình nó rất bự nha, bình 23 lít. À, con này là cái máng nó độ ra được xả lúa rồi nè nha bà con. Máng nó độ ra được xả lúa rồi. Con này là bình nó là
22 23 lít lận, 22 lít lận. Con này còn đẹp xuất sắc luôn, tai mũ nha. Đó, con này là tai mũ nè. Đó bà con dòm nè, còn tai mũ nha, đời mới, giăng ma nha. Rồi, con này thì sẽ bán cho bà con là con số 6 bao nổ bao phí vận chuyển, giá bán là 2,4 triệu nha. Vô con số 7 nè. Con số 7 nè là một con bình trái bí nữa nè. Con này là con Komitsu 3500 nha bà con. Bình trái bí 12 lít đổ lại nha. Đó, con này có chức năng xả lúa tai mũ nè. Đó, đời mới nha. Có chức năng xả lúa, những bà con nào xài ít thì lấy những cái con này rồi. Hỏi lá những người già đồ nè, những người già là hãy lấy những cái con này nha. Rồi con số 10, con số 7 nè thì sẽ bán cho bà con là 1,750,000 nha. Rồi vô con số 8 nè. Cũng một con Echo Kurit luôn. Con này là 451 nha. Echo Kurit 451. Con này cũng không có chức năng xả lúa. Con này chỉ phun phân, phun voi. À, thổi lá. Con này bình nó cũng là 12 lít nha. Rồi con này là cũng bao nổ bao phí vận chuyển cho bà con luôn. Giá bán 1,2 triệu. Rồi vô con số 9 nè. Bình 20 lít nha. Con Echo Kurit nè. 704 nha bà con. Con này bình 20 lít cũng không có chức năng xả lúa. Con này không có chức năng xả lúa nha. Bao nổ bao phí vận chuyển cho bà con. Đó, trừ chức năng xả lúa ra thôi, còn bao nhiêu là chức năng nào nó cũng làm nha. Đó, phun voi nè, hay là thổi lá, phun phân. Đó, thì bà con nào mà không có xả lúa thì mình lấy những cái con này, giá tiền nó rẻ hơn. Rồi con số 9 này giá bán 1,5 triệu cho bà con nha. Rồi vô những cái con bơm nước nè. À, những con bơm nước hút xả 60 nè. Một con này là con số 10, con này là Rubin EE15 nha bà con. Rubin EE15. Động cơ nó là 3,5 ngựa nha. Đó, động cơ 3,5 ngựa. Con này là bao xài luôn cho bà con nha. Đã bao xài hút xả là 60 nè. Đó, nó có một cái ren sẵn. Con này là lưu lượng nước, để Thiện coi đã. Con này là lưu lượng nước nó là 500 lít nước trên phút nha bà con. Đó, 500 lít trên một phút. Đó, coi. À, 450 lít nước trên phút nha. Đó, con này nè, 450 lít nước trên phút. Rồi con số 10 này bao xài bao phí vận chuyển cho bà con. Giá bán là 2,3 triệu nha. Rồi vô con 11 nè. Một con Kuruta nha bà con. Kuruta này, con này động cơ nó là 3,5 ngựa nha bà con. Nằm trên đầu bơm họng bơm trái bí nè. Hút xả con này nè, nó lên tới 630 lít nước trên phút lận Kuruta. Đó, con này nó xài ISO nha. Đó, con này là bao xài bao phí vận chuyển cho bà con luôn. Đó, giá bán là 2,4 triệu nha. Giá bán 2,4 triệu. Vô con số 12, một con siêu phẩm nè, một con Kuruta New nè. Kuruta này cực kỳ còn mới tinh luôn, còn đẹp xuất sắc luôn nha. Con này là nó là động cơ nó là 3,7 ngựa, nằm trên dàn bơm là hút xả cũng là 60 nè. Đó, hút xả 60 giờ hút phân bò, phân heo rồi cũng được. Đó, cỡ này là hút được hết nha, có chất lỏng là nó hút được. Và lưu lượng nước con này để Thiện coi, nó là 450 lít nước trên phút nha. Đó, đồng hồ đồng đồ còn đẹp xuất sắc luôn, con này còn đẹp lắm. Rồi con 12 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 2,5 triệu nha. Vô con 13 nè. 13 là một con Mitsu 350 nha, động cơ là 3,5 ngựa. Đó, động cơ 3,5 ngựa nha, nằm trên dàn bơm cũng là hút xả 60. Đó, hút xả 60 nè. Và lưu lượng nước nó là 410 lít nước trên phút nha. Đó, 410 lít nước trên phút. Đó, toàn bộ là bơm nước là của Nhật là xài lớp bơi trên hết nha. Rồi con số 13 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 2,2 triệu nha. Bao phí vận chuyển bao xài cho bà con. Vô con 14 nè. Một con Mitsu nữa nè. Ở GT400 nha. Con này động cơ nó là 4,5 ngựa nha. Nằm trên dàn bơm là hút xả là 60. Đó, hút xả 60 và lưu lượng nước nó lên tới 600 lít trên phút lận nha. Đó, 600 lít trên phút. Con này là đòi OHV nha. Đó, còn cực kỳ là 85% nha, cực kỳ đẹp nha. Rồi con số 14 nè thì sẽ bán cho bà con là 2,8 triệu nha. 14 2,8 triệu nha. Vô con 15 nè, một con Kawasaki động cơ là 3,5 ngựa nha. Con này còn đẹp lắm, nằm trên dàn bơm nè, hút xả là 60 và lưu lượng nước nó là lên tới 600 lít nước trên phút luôn nè. Đó, bên Nhật nó độ có ren giờ gắn ống vô là xài thôi. Ờ, con này còn đẹp xuất sắc luôn. Đó, thấy bà con dòm này quá đẹp luôn nha. Rồi con số 15 này thì sẽ bán cho bà con là 2,3 triệu nha. Vô con 16 nè. Một con Rubin EE15 nữa nè. Đó, động cơ thì 3,5 ngựa. Con này nó nằm trên đầu bơm nó hút xả 60 cái bơm trái bí nè. Đó, cái bơm trái bí lưu lượng nước nó là 630 lít nước trên phút nè. Đó, những dòng này là 630 lít nước trên phút nè.
động cơ là 3,5 ngựa nha, còn tương đối là 85% nha. Rồi con số 16 này thì sẽ bán cho bà con là 2,4 triệu nha. Vô con 17 nè, một con Rubin EI28 nè. Đó, một con Rubin EI28 còn cực kỳ đẹp luôn nha. Con này hút nó là hút 90 nha bà con. Đó, hút 90 nó ra 60 nha. Đó, bà con nào muốn ra 90 thì Thiện bỏ cái cổ 90 vô cho bà con. Qua những cái dòng này á, lưu lượng nước đó là 1000 lít nước trên phút nha. Động cơ coi, động cơ này là 7,5 ngựa luôn nha bà con. Đó, động cơ nó 7,5 ngựa còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. Rồi con này thì sẽ bán cho bà con là bao xài bao phí vận chuyển cho bà con, giá bán là 3 triệu nha. Rồi vô con 18 nè, một con siêu phẩm xịt thuốc nha, động cơ là Honda DOHV nha, xài ti hai đầu nha. Ở cũng dây nó là 50m nha bà con, bình nó là 50 lít nước. Ở bình nó là 50 lít nước nha. Ở con này là bao xài luôn, bao phí vận chuyển cho bà con hết, đó là bao xài nha. Đó, nó nằm ở cái cuộn lưu lô là sẵn sàng hết cho bà con rồi, bánh đồ là còn mới tinh luôn nha. Đó, những con này là bao xài cho bà con. Rồi con số 18 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 5 triệu nha. Vô con 19 nè, 19 là một con Mitsubishi GM130 nữa nè, động cơ cũng là 4 ngựa nha bà con. Đó, nằm trên dàn bơm là hút xả là 60 luôn. Đó, hút xả 60 luôn. Và lưu lượng nước nó là 500 lít nước trên phút. Con này cũng còn tương đối là 85% nha bà con. Đó, máy móc đồ là Thiện không có đụng đậy gì hết nha. Rồi con 19 là giá bán 2,7 triệu cho bà con nha, bao phí vận chuyển, bao xài cho bà con. Vô con 20 nè, một cái đầu nổ tua nhanh nha, Mitsubishi G510 nha. Con này là động cơ 5 ngựa. Đó, nó là cốt thẳng tua nhanh nha bà con. Đó, giờ bà con gắn sơn bơm 76 đó là những cái chân ốc nè, gắn sơn bơm 76 vô là được hết nha. Đó, xài ít sơi. Con này nè, Mitsubishi nè, 5 ngựa nha. Rồi con 20, số 20 nè, bao xài bao phí vận chuyển cho bà con, giá bán là 1,8 triệu nha. Vô con 21 nè, một con Rubin Subaru. Subaru nha, con này còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. Bà con giờ này còn quá đẹp luôn, nằm trên dàn bơm là hút xả là 90 nè. Hút xả 90 nha, lưu lượng nước nó là 900 lít nước trên phút, ốc tán đồ nó vàng khè luôn. Con này là ốc tán đồ nó còn vàng lắm, còn đẹp lắm nha. Con 21 nè, con 21 đầu nó đầu Rubin mà Subaru đời mới nha. Còn đẹp xuất sắc luôn. Rồi con 21 này thì sẽ bán cho bà con là 3,2 triệu nha. Vô con 22 nè, một con Rubin EI14 nha. Con này thì sẽ bán cho bà con là 1,9 triệu, thì sẽ bao nổ bao xài cho bà con, hút xả là 42 nha. Hút xả 42 và lưu lượng nước nó chỉ có là 330 lít nước trên phút thôi, giá bán 1,9 triệu nha. Vô con 23 nè, một con Rubin EI15. EI15 này còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. Động cơ là 3,5 ngựa nha, nằm trên cái đầu bơm là bơm ra hai đầu, một đầu 60 và một đầu 42 nha. Hút vô là 60 và lưu lượng nước nó là 600 lít trên một phút nha. Con này còn cực kỳ đẹp luôn. Rồi số 23 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 2,5 triệu nha. Vô con 24 nữa nè, một con chuyên về hút bùn, hút cát nè, hút hú ga nè. Con này là Kawasaki, động cơ là 5,2 ngựa nha. Động cơ 5,2 ngựa. Đó, nằm trên dàn bơm hút xả là 60 nè, hút xả 90 nha. Hút xả 90. Con này còn cực kỳ đẹp luôn, xài y sơi luôn. Hút bùn, hút cát, hút hú ga đồ đó, hút phân bò, phân heo gì đó là nó là hút được hết nha bà con. Rồi con 24 này thì sẽ bán cho bà con là 3,1 triệu nha. Vô con 25 nè, một con Kubota New nữa nè, động cơ là 3,7 ngựa nữa. Động cơ 3,7 ngựa nữa. Con này còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn nè bà con, giờ quá đẹp luôn. Nằm trên dàn bơm là hút xả là 60 nha. Hút xả 60 nha bà con. Còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. Bà con giờ nó quá đẹp luôn, không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Lưu lượng nước nó là 560 lít nước trên phút nha. Quá đẹp luôn. Rồi con số 25 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 2,5 triệu nha. Vô con 26 nè, cũng là một con Rubin EI15 nữa nè, cũng còn tương đối là đẹp 85% nha. Con này động cơ cũng 3,5 ngựa, nằm dàn bơm là hút xả là 60 nè. Và cái này là cái van của nó bên Nhật nó đổ chứ không phải Thiện độ nha.
đó, lưu lượng nước nó là cũng là 6, lưu lượng nước nó là cũng là 600 lít nước trên phút nha, 560 lít nước trên phút. Rồi con này thì sẽ bán cho bà con là 26, giá bán 2,4 triệu nha. Rồi vô con 27 nè, một con siêu vip nữa nè, con này là con bơm thuốc tự hành nha. Đó, động cơ là Mitsu GM132 4 ngựa, nằm trên đầu áp Curit nha bà con, đầu áp Curit 351 nha. Ở động cơ 5351. Con này là nó là số má có dây, dây nó nè. Đó, dây nó nè, dây nó còn mới tinh, nằm trên trên 100 m nha. Đó, có súng có đồ sẵn luôn nè. Đó, súng đồ sẵn hết cho bà con. Bao xài, bao phí vận chuyển cho bà con nha. Giá bán là 12 triệu nha. Đó, bao xài. Đó, giá bán 12 triệu cho bà con. Đợt vô con 28 nè. Vô con 28 nè, một con Mitsu 502 nữa nè. Con này là 50cc nha. Đó, nòng 50 á. Con này có chức năng xả lúa bình 12 lít nha. Đây, có chức năng xả lúa bình 12 lít nha. Đó, bình 12 lít. Rồi, thì sẽ bán cho bà con, giá bán là 1,6 triệu là bao xài cho bà con nha. 1,6 triệu là bao xài. Rồi, vô con 29 nè. Một con Curit 4550 nữa nè. Con này cũng bao nổ luôn cho bà con, nhưng mà nó không có chức năng xả lúa nha. Ở thì sẽ bao nổ bao xài cho bà con, giá bán là 1,5 triệu nha. Con 29 1,5 triệu. Vô con 30 nè, một con Yama nữa nè, BS 400 nha, bình 22 lít. Con này cũng không có chức năng xả lúa mà do bình nó lớn nha, phun phân ở phun voi thổi lá còn cực kỳ đẹp luôn. Rồi con 30 nè thì sẽ bán bao xài bao phí vận chuyển cho bà con, giá bán 1,7 triệu nha. Vô con 31 nè, một con Isoki nữa nè. Một con Isoki. Isoki nha, có chức năng xả lúa nha. Con này là bình 18 lít có chức năng xả lúa. Con này đai yên đai đồ cũng còn đẹp xuất sắc luôn nè. Rồi, bán cho bà con là bao xài, bao phí vận chuyển cho bà con, giá bán 1,9 triệu nha. Rồi con 32 nè. Một con Yama bơi ép nữa nè, tai mũ nữa nè, còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. Con này bình nó có 12 lít nè. Nó không có chức năng xả lúa nha. Con này còn cực kỳ đẹp luôn. Rồi con 32 này chị sẽ bán cho bà con bao nổ bao xài, còn đai yên đai lưng đồ còn mới tinh luôn. Rồi con này chị sẽ bán cho bà con 32, giá bán 1,8 triệu nha. Rồi vô con 33 nè, một con Kuruta nữa nè. MD220 nha, bình nó là 23 lít nha bà con. Con này là có chức năng xả lúa bao xài cho bà con. Con 33 giá bán là 2,4 triệu cho bà con nha. 2,4 triệu có chức năng xả lúa nha. Rồi vô con 34 nè, một con Yama BS50 nè, có chức năng đời nè, nhưng mà tiện không biết làm đời, và nó dây cũ nó là còn hết nha. Đó, dây đồ nó dây cũ đời nó còn hoàng sâu binh đồ hoài đây. Đó, nó nằm trong cái này nè. Đó, bình nó là bình 23 lít nha bà con. Đó, bao xài. Đó, bao phí vận chuyển cho bà con, giá bán con 34 2,4 triệu nha. Rồi vô con 35 nè, một con Kuruta nữa nè, 518 nữa nè. Con này bình nó là 22 lít nha, cũng có chức năng xả lúa luôn. Con này có chức năng xả lúa luôn nha. Nhưng mà nó xấu cái tay sắt này thôi, nó ho bị sét, giờ mình chà lại nha. Con này cũng vậy, bao xài cho bà con. Bao xài bao phí vận chuyển. Rồi giá bán cho bà con là 2,2 triệu nha, con 35. Rồi vô con 36 là con cuối cùng nè, cũng là một con Kuruta MD220, bình 23 lít nha, cũng có chức năng xả lúa. Nó mà có chức năng xả lúa là nó đa năng nha bà con. Nó đa năng. Con này là cũng bao xài luôn cho bà con luôn, bao phí vận chuyển. Rồi con cuối cùng là con 36 nha, giá bán là 2,4 triệu nha bà con. Rồi có những cái con này là giờ bà con cứ việc đổ xăng, pha nhớt, là còn bơm nước á, là động cơ 4 thì mình đổ xăng riêng, nhớt riêng. Đó, cái nào mà bà con không hiểu thì bà con hãy kết bạn Zalo để cho Thiện chỉ dẫn cho bà con, là bà con sử dụng cũng được nha. Rồi Thiện cũng xin mến chào tất cả bà con đã ủng hộ kênh của Thiện bơm nước mini Nhật Bãi một thời gian cũng rất dài, và cũng đã được đăng ký cho Thiện cũng quá nhiều, cho nên bây giờ Thiện cũng cầu mong cho những bà con nào chưa biết tới cái kênh của Nông Cơ Thiện thì hãy bấm Thiện bơm nước mini Nhật Bãi và vô xem và đăng ký và chia sẻ dùm cho Thiện nha. Rồi Thiện cũng xin chào tất cả bà con.